Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là những lý do mà chúng ta nên bỏ thuốc lá ngay trong hôm nay. Như mọi người đều biết rằng thuốc lá là một trong những chất có chứa nhiều nicotine, thậm chí là thuốc lá còn là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, gây ra nhiều vấn đề trong cơ thể của chúng ta. Mặc dù chúng ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần rằng thuốc lá có thể gây ung thư, thậm chí là gây chết người hay gây tử vong, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng thuốc lá như một thú vui hàng ngày. Tuy nhiên, với những lý do ở dưới đây thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn sẽ phải ngay lập tức cai thuốc lá trong ngày hôm nay. Theo các chuyên gia, thì khói thuốc lá gây ra những mảng bám tích tụ ở động mạch của bạn. Từ đó thì gây ra nhiều vấn đề như là đột quỵ, tăng huyết áp hay là khó đông máu và nhiều vấn đề khác trong cơ thể của chúng ta. Đồng thời, khi bạn sử dụng thuốc lá quá nhiều còn làm tăng nguy cơ đông máu, giảm oxy trong máu và đặc biệt là làm tăng huyết áp, khiến tim chịu áp lực nhiều hơn. Nếu bạn bị tiểu đường, mối nguy hiểm từ thuốc lá còn lớn hơn bởi các chuyên gia cho rằng những người mắc bệnh tiểu đường thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn từ việc hút thuốc. Mức đường huyết cao, các chất hóa học độc hại từ thuốc lá sẽ tấn công vào mạch máu như một cách mạnh mẽ. Điều này góp phần gây ra xơ vữa động mạch, làm suy yếu khả năng mang oxy đi khắp cơ thể. Sự kết hợp của tiểu đường và thuốc lá sẽ gây nên một mối nguy cơ đáng gờm, làm ảnh hưởng tới hoạt động của tim, não, mắt, dây thần kinh ngoại biên và thúc đẩy nhanh các biến chứng lâu dài về bệnh tiểu đường. Đối với bệnh mạch vành, tim và đột quỵ, những biến chứng có thể xảy ra đó là bệnh thận, mù và làm tổn thương thần kinh, dẫn đến phải cắt bỏ các chi. Có một tin vui là những rủi ro từ việc hút thuốc không phải là mãi mãi, bởi theo Tổ chức Tim Mạch và Đột Quỵ thì trong vòng 1 năm sau khi bỏ thuốc, bạn sẽ giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Trong vòng 5 năm, nguy cơ mắc bệnh đột quỵ của bạn cũng sẽ chỉ còn ngang với những người chưa từng hút thuốc. Càng sớm từ bỏ thói quen hút thuốc lá, bạn càng có thêm nhiều điều tích cực. Vâng, vừa rồi là những lý do mà khiến chúng ta cần phải bỏ thuốc lá ngay trong ngày hôm nay. Vậy làm sao để có thể bỏ được thuốc lá, cũng như những phương pháp gì để khiến cho chúng ta cai thuốc lá dễ dàng hơn, luôn là điều được khá nhiều người quan tâm. Và trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn một vài phương pháp giúp cho chúng ta cai thuốc lá được tốt hơn. Đầu tiên, đó chính là muối. Muối được xem như là một trong những phương pháp giúp cho chúng ta bỏ thuốc lá đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất mà chúng ta nên thử một lần. Trong giai đoạn đầu cai thuốc lá, những cơn đói thuốc thường ập đến dồn dập. Để giảm bớt khó chịu những lúc như vậy, bạn hãy nếm một chút muối, vì vị mặn nơi đầu lưỡi sẽ giúp cảm giác thèm thuốc của bạn giảm đáng kể. Nhiều người đã áp dụng cách này và nhận xét rằng đây là cách cai thuốc lá hiệu quả tại nhà mà bạn nên thử một lần. Phương pháp thứ hai đó chính là sử dụng quế. Có thể nói quế là một trong những phương pháp được nhiều người sử dụng bởi nó mang lại hiệu quả cao. Đồng thời là quế cũng được xem như là một trong những thực phẩm được những người cai thuốc lá thường xuyên sử dụng. Bởi bên cạnh vị thanh thanh thơm mát của quế, nó còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng đối với cơ thể. Quế có vị thơm nhẹ, ấm, có thể thay thế cho mùi thuốc của điếu thuốc. Vì thế, những lúc cảm thấy thèm thuốc, bạn có thể hít sâu một thanh quế. Nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác như đang hít một làn thuốc từ điếu thuốc lá. Bên cạnh đó, mùi hương quế còn có tác dụng hỗ trợ hoạt động của não, giải tỏa căng thẳng thần kinh, giúp bạn hạn chế được các tác dụng phụ của việc hút thuốc lá. Dùng quế là cách cai thuốc lá đơn giản hiệu quả nhất mà ai cũng muốn sử dụng. Và cuối cùng đó chính là chúng ta sử dụng mật ong. Mật ong được xem như là một trong những hợp chất kháng sinh tự nhiên, đồng thời là có tính chất chống oxy hóa vô cùng cao. Thế nên bên cạnh việc được sử dụng làm thức uống, thì mật ong còn được xem như là một trong những phương pháp cai thuốc lá vô cùng hiệu quả. Nếu bạn đang tìm cách cai thuốc lá cho chồng hay người thân, thì mật ong là cách cai thuốc lá đơn giản mà bạn nên thử. Mật ong có tác dụng tốt để cai nghiện thuốc lá hiệu quả là kết luận của một số công trình nghiên cứu chuyên khoa. Được biết, mật ong có tác dụng giải độc nicotine trong não người nghiện. Thêm vào đó, sử dụng mật ong trong thời gian dài, vị ngọt từ nó sẽ dần thay thế vị đắng khét của thuốc lá, khiến bạn quên đi hương vị này. Vâng, vừa rồi là những lý do chúng ta nên bỏ thuốc lá cũng như là những phương pháp chúng ta bỏ thuốc lá từ việc sử dụng những thực phẩm từ thiên nhiên. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thông tin về sức khỏe thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.